đem nhiều. Đó, rồi tay nhất không luôn. Thay vỏ xe đó, giờ cái vỏ này nó hư rồi, thay vỏ khác vô, mà cái mâm này thì nó vừa với cái cùi, cái thằng em mình, cái loại bạn mình thay cái vỏ khác vô. Bạn mà rồi, đổi, đổi mâm này đổi, đổi bánh này cái này qua này. Cái đó cái mâm đó xài, còn cái này qua này, cái này, cái này bỏ rồi về bỏ mâm này. Okay. Anh đợi lấy luôn. Mình sẽ cho các bạn đổi cái mâm này nha các bạn. Đâu đi đâu rồi? Đi rồi. Cái này mình nếu mà cái mâm này cái bánh gì là mình có lót cái gì được không? Quá mục rồi phải không? Chảy nổ có đụng cái gọi luôn à. Này khỏi xả em ơi, nó xì trên. Quay phim YouTube. Chưa yeah. Bình thường thôi em. Thôi như hôm qua muốn quay cái vỏ gì dưới không được. Đúng rồi, đúng rồi. Tao biết. Tại cái đâu, cái này đó. Cái này. Ừ. Qua còn chạy la cam quay đó. Qua thấy này vô thấy không, thấy giờ thấy quen rồi. Qua tắt cái máy trên cano. Chạy thấy giọt không? Chạy
trước mình mấy cái bánh mà mấy cà nó xới lại nhà mình tự nại luôn nha, mà nó rất là cực. Dạ. Rồi được cái vỏ là nó đổ mồ hôi luôn đó, thay vì lại đây nghe nó làm nó nại nhẹ cái này ra phà phà đi. Cái vỏ này tệ thiệt ha. Chỉ làm trái độ thôi chứ cái vỏ này là vô phương không hồ sợ gì đứng hết. Có chìm cái ruột còn xài được em. Ruột bơm lên cho con gái tắm được rồi nha. Phải lắm. Rồi chúng mày lại. Cái này xài không xài nước mới cho nó sạch. Dạ. Sao không xài cái cũ vẫn còn xài được, anh còn cũng như thay rồi. Không, nước mới cho nó sạch, đừng chín tay á. Nó không bị đen á. Gì làm rồi đem lút quá. Giờ chị không rẻ nó chê quá. Có rẻ chị gì à. Quá này thâm niên ha. Xét thì ớn luôn. Có khi nào nó gích quá không em? Cho miếng vô đây rồi, nó trơn rồi. Đó. Đây, để anh đóng cho, kéo đi. Đó, rồi, tay nhất không luôn. Không nhất thì đâu phải là thợ phải không? Bao nhiêu năm rồi em? Mới hả? Nó làm cái diễn quá ta. Này hoạt động bằng hơi không nha. Cái này lấy ruột đây nha. Cái ruột này gắn qua đây. Hả? Cái ruột này gắn qua đây. Rồi ruột vỏ gắn qua đây luôn nha. Dạ. Nhẹ tay. Cái này không như kia tại dễ hơn. Dễ hơn hả? Dễ hơn. Ừ. Cái mâm này nó mới vừa với cái máy của anh, bạn đang chế xanh anh. Để cái máy này là chế rồi là nó xanh anh. Tính hàng đắp của khoan lỗ lại nó mất công quá thôi, về thay qua. Như cái này lấy vỏ lấy ruột rồi vậy chị làm nhẹ tay hơn cái kia ha. Đúng rồi con cháu ra, con cháu ra. Vô cái ruột đúng không? Dạ. Vô ruột thì nó lục cái ruột. Ruột này thì còn an toàn tại vì nó rất cứng. Đó. Anh tên gì? Dạ tên Hậu. Hậu hả? Sao mà mình gáp vô mình bơm nó lại có hơi là bình thường là thành công đó Hậu, đúng không? Dạ. Ừ. Có hơi để hỏi em thử lại cho.
thử ngoài trước ha. Ngoài ruột này thấy là còn ok hơn cái ruột gì rồi. Rồi ra luôn ha, dễ dàng. Này thì cái ruột này còn rất êm nhưng mà giá hết lỗ rồi, đúng không? Dạ. Hai lỗ luôn bạn ơi. Trước này nó vô khi nó xì mất công phải không? Được thì giá luôn. Sao trở lại buộc xe cà bá luôn, cái này nó bị lủng hả anh thử rồi. Bơm lên không được, nó xì có cái lỗ lủng mà gạch da làm dấu luôn, mới vậy nằm đâu nè.
cái của mình nãy đó hả hậu? Cái của mình. Cái này đó hả? Anh nãy bơm thấy đẹp quá vậy, nhìn thấy cướp. Rồi bị cát nha. Có tim này chưa em? Dạ. Lót gì đó chắc phải lót cái kia hả? Cái dòng như cái yếm á ha. Ừ. Yếm nhỏ hay không? Miễn sao có bên này được rồi, kệ đi. Vô cái giờ trước. Mấy cái bánh này thường thường mình bơm mấy ký vừa không? Ui, vỏ xe tải cái này không? Người xe nó cũng đông ít. Thơm vừa kiếm tải là vừa 3 ký rồi. Nhờ để thay dùm cái mâm. Công việc thường ngày thế không? Không có gì khó khăn ha, không làm khó được thợ đâu. Mình để cái tim ở trong là nó vô chậm đúng không? Cao quá sợ. Ngồi này lén dít cắt ra hay gì mà phải không? Rồi, hay là mua nó vậy luôn? Mua là nó gì nè. Nó đâu lớn rồi. Nhưng mà nếu cái vỏ xe gì mình tha nhớt thì nó có bị nở gì không? Không. Không ha. Nó phải cho thường thường.
coi thì nặng quá, tại vì bánh nó nhỏ. Thấy cái ruột gì là còn được khoảng bao nhiêu phần trăm? 50% không? Không, 40 rồi. Kém quá. Đó, xong một cái rồi bây giờ giá gì mà cái ruột này? Có cái lỗ lủng gì lớn lắm không? Lớn. Vô rồi thì chắc ăn. Bấm vô là nó xì xè xè lên. Cái ruột này biết đâu không? Mà có đại ca ông vừa không cho này đang về. Cái đường này nè, mình ra cái ruột ruột này là có bị lủng. Cũng chặt ha. Giờ mình gái vô rồi cho gái nó tập lỗi chứ gì. Dạ dạ. Liền bon luôn các bạn, hơi chín chín chút. Đâu được em ơi, xả đi em ơi, để sách về người ta cười chứ già hơn là như chưa bắt giới mà lúc mà lại lấy cái quạt ba tiêu về ship lại không biết thằng chú niệm ship lại nó bự không. Cảm ơn nha.
chưa? Tốt đẹp. Gã hai gấp một lấy mâm hà thôi. Còn cái ruột hôm trước không cho đó. Gã hai cái vô cái này phải không? Ừ. Thấy hơi bơm cứng ngắc hả? Để nữa bơm giả mặn. Về các xã bớt tại vì mà chế cho mấy xế phải không? Chế xe năng. Chế xe năng. Chế xe năng. Giờ bớt ra tôi chế cho con nha. Mua nhiều tiền quá, chế cho nó đỡ. Rồi, dừng video các bạn ơi. Video khác mình sẽ xem.